cho các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên Quỳnh Nga. Quỳnh Nga có tên đầy đủ là Phạm Thị Quỳnh Nga, sinh vào ngày 7 tháng 9 năm 1988, là một nữ ca sĩ, diễn viên truyền hình kiêm người dẫn chương trình Người Việt Nam. Cô từng là thành viên của ban nhạc Doremi và từng là MC cho nhiều chương trình giải trí khác nhau. Cô nổi tiếng với tên gọi ca sâu chúa sau khi tham gia bộ phim truyền hình Lập Trình Cho Trái Tim. Trước khi bước chân vào làng giải trí Việt, cô đã từng tham gia cuộc thi Miss Audition và giành được giải nhất của cuộc thi. Quỳnh Nga sinh ra và lớn lên tại Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Gia đình của cô làm kinh doanh cho thuê ô tô. Nhà cô có căn biệt thự 300m² nằm tọa lạc tại Bát Tràng. Năm 2010, cô tốt nghiệp ngành Đại học Văn hóa và Quản lý Văn hóa. Sau đó, cô đăng ký tham gia vào cuộc thi Miss Audition. Trong suốt quá trình là thí sinh, cô là thí sinh đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả và may mắn đã đến với cô khi bất ngờ cô được khán giả bình chọn nhiều nhất tại đêm gala Miss Audition 2007. Chính nhờ sự yêu mến của khán giả dành cho cô mà Quỳnh Nga đã trở thành quán quân của Miss Audition 2007. Bước ra từ sân chơi Miss Audition, cô được mời tham gia bộ phim Lập Trình Cho Trái Tim do công ty FPT Media sản xuất. Sau khi bộ phim kết thúc, cô được khán giả đặc biệt danh cho cô là ca sâu chúa. Từ đó, cô càng được công chúng biết đến và ngày càng được nổi tiếng hơn bởi vai diễn đổi đời của mình. Sau khi bộ phim kết thúc, thừa thắng xông lên, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình trong giới giải trí bằng việc lấn sang lĩnh vực ca hát. Cô cùng với nam ca sĩ Khánh Phương kết hợp ăn ý với nhau trong nhiều sản phẩm âm nhạc và đã tạo ra bản hit đình đám như Tình Yêu Không Đắn Đo, Hình Bóng Của Mây, Gió Đông Ấm Áp, Lời Hứa Mùa Đông, Ngàn Lần Khắc Tên Em. Ngoài hát song ca cùng với anh, Quỳnh Nga còn thử sức với vai trò là ca sĩ solo. Các MV của cô cũng tương tự như lần đầu cô song ca cùng với cũng làm mưa làm gió trong nền âm nhạc về pop thời bấy giờ như Đánh Nói Lời Chia Tay, không được khóc để quên anh, Có Lẽ Quên Đi Thói Quen, Quá Khứ Không Thể Quên, Em Tin, Điều Anh Lựa Chọn. Nhờ chất giọng vô cùng ngọt ngào kèm theo những ca từ nhẹ nhàng, trẻ trung, bắt mắt người nghe, cùng với khuôn mặt đầy xinh xắn, thùy mị và nết na, cô đã không ngừng chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả dành cho cô. Tháng 11 năm 2012, cô cho phát hành album Phòng Thủ Chủ Lớp, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của cô và cũng như sự yêu quý của khán giả đã và đang suốt bên cạnh cô trong những thời gian vừa qua. Ngoài thành công với vai trò là diễn viên và ca sĩ, cô còn thành công hơn với vai trò là MC. Năm 2014, cô phát hành ca khúc Điều Anh Lựa Chọn và gây ra nhiều tiếng vang lớn. Năm 2016, sau 2 năm vắng bóng, Quỳnh Nga đã tái xuất showbiz với hình ảnh vô cùng quyến rũ, sexy và cô dường như đã hoàn toàn lột xác. Với lần trở lại lần này, cô đã ấp ủ trong mình nhiều bài học kinh nghiệm kể từ sau nhiều sự việc không tốt, đặc biệt là sau vụ cô lộ hát nhép khi vô tình lỡ tay rơi mic mà cô đã phải hứng chịu nhiều gạch đá từ phía dư luận trong suốt thời gian qua. Tháng 1 năm 2016, cô đã cho ra mắt First Single Nhật Ký Ngày Ngủ Yên do nhạc sĩ Bảo Thành sáng tác dành riêng cho cô. Đây là ca khúc đánh dấu chặng đường trở lại đường đua V-pop sau hơn 2 năm vắng bóng và kết hôn. Tháng 5 năm 2017, cô đã tự ý sử dụng ca khúc Là Con Gái Phải Sinh của nữ ca sĩ Bảo Thy mà chưa có sự cho phép của cô. Sau đó, cô lại tiếp tục hứng nhiều gạch đá từ phía dư luận một lần nữa. Phía Bảo Thy cũng đã lên tiếng xác nhận việc Quỳnh Nga đã hát chùa ca khúc của Bảo Thy. Người quản lý của Bảo Thy cho biết đây là ca khúc mà Bảo Thy đã dành rất nhiều tâm huyết. Bảo Thy hy vọng ca khúc mà cô dành nhiều công sức ấy sẽ được khán giả yêu thích. Từ sau scandal ấy, Quỳnh Nga băng đi một thời gian và không còn xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông. Năm 2018, cô chính thức nói lời chia tay với showbiz để tập trung vào công việc kinh doanh. Năm 2019, cô trở lại phim truyền hình qua vai Nhã trong bộ phim Về Nhà Đi Con đang phát sóng trên VTV1. Các vụ scandal. Tháng 1 năm 2010, Quỳnh Nga và một người đàn ông đã có vợ đã đầu mày cuối mắt trước cửa soát vé máy bay. Theo một số hành khách cùng chuyến đi, khi máy bay đến gần Nga, một khách người Nga phải đứng chờ rất lâu trước cửa toilet mới thấy Quỳnh Nga đi ra. Người đàn ông Việt
gặp cô trước đó vẫn còn trong nhà vệ sinh. Cùng lúc ấy, vợ của anh ta xông vào đánh ghen, cao cấu chồng và chửi bới cô. Tháng 5 năm 2011, một đoạn clip dài chừng 45 giây của Quỳnh Nga thể hiện ca khúc Người tình mùa đông của nữ ca sĩ Như Quỳnh được phát tán cho thấy Quỳnh Nga đã hát nhép. Khán giả đã rất bức xúc sau khi xem clip này. Trên trang Facebook được cho là của Quỳnh Nga cũng như trên các trang mạng tồn tại vô số phản ứng gay gắt dành cho ca sĩ này. Có người còn kêu gọi giới trẻ nên tẩy chay những ca khúc do Quỳnh Nga thể hiện. Cô liền thanh minh là lộ hát nhép, chẳng qua mình thiếu may mắn. Tháng 5 năm 2017, cô bị dư luận ném đá dữ dội trên mạng xã hội vì đã tự ý sử dụng ca khúc Là con gái phải xinh của nữ ca sĩ Bảo Thy. Dù mới 25 tuổi, Quỳnh Nga đã từng yêu một số người: blogger Mr. Lee, nam ca sĩ Khánh Phương, nam người mẫu Doãn Tuấn. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2014, Quỳnh Nga đã kết hôn cùng với nam người mẫu Doãn Tuấn tại Hà Nội với sự chứng kiến của khoảng 400 khách mời. Tháng 4 năm 2019, cô và nam người mẫu Doãn Tuấn đã đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Các bộ phim mà Quỳnh Nga đã tham gia: Nhật ký vàng anh phần 2 năm 2007, Lập trình cho trái tim năm 2009, Về nhà đi con năm 2019, Sinh tử năm 2019. Quỳnh Nga mới đây đã có những trái lòng về năm 2019 đã qua và những tin đồn tình cảm liên quan đến diễn viên Việt Anh. 2019 có thể nói là một năm có quá nhiều thay đổi với chị, từ đời sống tình cảm tới công việc. Năm 2019 với tôi là một năm thực sự đáng nhớ cả về đời sống và công việc. Có lẽ đây sẽ là dấu mốc của cuộc đời tôi khi tôi thay đổi bản thân, thay đổi nhiều thứ. Tôi chỉ biết nói năm vừa qua là một năm rất khó quên đối với tôi. Chỉ tự tổng kết thấy mình đã đạt được những thành tựu gì cả về vật chất lẫn tinh thần. Rất khó để nói về những thành tựu mà mình đạt được. Tôi chỉ thấy khi mình được làm nghề, mình có niềm vui và được làm những điều mình mong muốn. Ca sĩ của tôi tăng lên nhiều hơn trước, hình ảnh của tôi cũng đẹp hơn trước rất nhiều. Tôi biết cái gì hợp với mình, tốt với mình và luôn chỉn chu tốt nhất có thể. Về mặt tinh thần, tôi vui vẻ hơn nhiều, tôi thấy cuộc sống giá trị hơn, tôi làm được nhiều thứ hơn. Niềm mong ước quay trở lại với điện ảnh, tôi cũng đã và đang làm được. Đổ vỡ hôn nhân và quay lại hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ, hai sự việc này có liên hệ thế nào với nhau? Nếu không có đổ vỡ hôn nhân, chưa chắc tôi đã nghĩ tới việc quay lại nghệ thuật. Tôi vẫn sẽ là một bà nội trợ chỉ ấp ủ đam mê trong lòng và không dám làm những điều mình muốn. Nó cũng là điều gián tiếp để mình dám đấu tranh với niềm đam mê. Tôi may mắn vì có nhiều người bên cạnh ủng hộ bản thân quay lại với niềm đam mê ấy. Với những thành công nhất định đạt được trong năm 2019, chỉ có hài lòng và nghĩ cần phải cố gắng thế nào hơn nữa vào năm sau. Tôi hy vọng nhiều lắm, tôi mong có thêm nhiều công việc, vai diễn thành công. Tôi nghĩ khó khăn sẽ tăng dần, việc làm thế nào có thể làm tốt hơn, đánh dấu được con đường sự nghiệp của mình là điều luôn nhắc nhở vào mỗi sáng thức dậy. Tôi luôn tâm niệm một điều đó là để sau này không phải hối tiếc. Năm 2020, tôi trông chờ bộ phim dài tập Hoa trong bão quay tại Sài Gòn. Tôi cũng không biết khán giả miền Nam có chấp nhận tôi không nên, khá lo lắng. Tôi cũng không dám nói trước, nhưng chỉ biết tôi sẽ bước đi thật chậm và chắc chắn. Tôi cũng mong khán giả sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và chờ đợi những gì mà tôi gửi tới khán giả trong năm tới. Người ta bảo phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai, điều đó hình như rất đúng với chị. Có lẽ cũng đúng, bởi lúc đó phụ nữ chỉ cần chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân và không phải chia sẻ mình cho ai khác. Tôi chỉ nghĩ thời điểm hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Một số ý kiến cho rằng chị thẩm mỹ, làm đẹp và chăm sexy trên phim để nhanh chóng có được sự chú ý khi trở lại màn ảnh. Chị nghĩ sao về điều này? Một người phụ nữ khi đẹp luôn bị mọi người nói là chắc do thẩm mỹ. Tại sao mọi người không nghĩ rằng cô ấy là một cô gái biết chăm sóc bản thân? Còn bản thân tôi, nếu làm đẹp, tôi cũng không có gì phải giấu. Khi tôi quay trở lại với màn ảnh với những nhân vật sexy thì không thể kín cổng cao tường. Điều này cũng phù hợp với bối cảnh của phim. Nếu tôi nhận vai diễn một cô gái hiền lành thì chắc chắn tôi không được phép sexy ở trên màn ảnh.
Đi kèm với việc tên tuổi có chỗ đúng hơn, chị gặp không ít tin đồn về tình cảm, đặc biệt là với đàn anh diễn viên Việt Anh. Chị nói sao về điều này? Đã là người của công chúng, việc bị ném đá hay dư luận trái chiều sẽ xảy ra rất nhiều và phải lường trước được. Tôi cũng không phải người mới vào nghề nên hiểu được tôi phải làm gì. Tôi chỉ nghĩ bản thân mình nên bình tâm, không nên để bản thân rơi vào tình trạng tâm trạng nặng nề. Cũng có lúc không tránh khỏi những điều đó, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những thử thách để bản thân cảm thấy mạnh mẽ hơn sau những chuyện này. Còn về tin đồn tình cảm giữa tôi và anh Việt Anh thì nó chỉ là tin đồn và không có thật. Tôi không muốn vin vào việc này để PR hình ảnh và tên tuổi của mình. Tôi với anh Việt Anh có nhiều dự án chung nhưng đó chỉ là công việc mà thôi. Cả hai cũng đang độc thân nên việc đến với nhau có lẽ cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ mọi người nói đúng, nhưng thời điểm này với tôi cần công việc nhiều hơn và cần khẳng định chỗ đứng nhiều hơn vì giờ tôi cũng không còn trẻ nữa. Còn chuyện tình cảm có lẽ 2 đến 3 năm nữa tôi cũng sẽ nghĩ tới, mà chuyện tình cảm thì chúng ta cũng không thể nói trước được. Nếu có tin vui với bất kỳ người nào thì tôi sẽ chia sẻ điều đó với mọi người cùng vui với mình. Nếu là một cô gái bình thường, chỉ có chọn Việt Anh làm người yêu. Có lẽ tôi không chọn Việt Anh vì anh ấy hơi phức tạp. Tôi chỉ biết nói vậy thôi. Hai người đóng chung nhiều phim và cùng chơi một nhóm bạn thân. Vậy chị quý anh ấy ở điểm gì? Chúng tôi chơi chung hay trò chuyện với nhau và đó là một việc bình thường. Anh Việt Anh là một người ga lăng, ấm áp, chín chắn và đàn ông. Tôi không rõ nhiều chuyện riêng tư của anh ấy, nhưng với đàn em, anh luôn là một người lịch thiệp, yêu chiều các em. Hai người quay cảnh tình cảm gặp khó khăn gì khi coi nhau như anh em theo lời chị nói. Khi đóng tình cảm với những người mình đã chơi thân thì tôi cảm thấy vừa hồi hộp và có nhiều cảm xúc. Quay cảnh hôn anh Việt Anh, tôi nhức đầu lắm vì mọi người trong đoàn đều trêu hai người. Anh Việt Anh là một trong những diễn viên nam khá xuất sắc, tôi phải học hỏi anh rất nhiều. Trên phim trường, anh ấy diễn rất đời và thật và vô cùng tự tin, chuyên nghiệp. Mọi tình huống gần như là anh ấy chủ động. Nhiều khi diễn chung phim, tôi bị anh trợn mắt mắng mà tới mức sợ luôn. Tôi nghĩ đó là đặc điểm riêng mà không phải ai cũng có. Chỉ có thể gửi một lời chúc Tết ý nghĩa tới khán giả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.